một à tôi đang định nói là không biết là liệu họ có muốn cấm con Brighton hay không. Và thi đấu trước thì Gen Z ở đội 1 và họ cũng đã tự tay cấm đi cái vị tướng này, mặc dù tỷ lệ thắng của nó ở tại LCK thì không cao, nhưng cái khả năng gây sự khó chịu đặc biệt ở đoạn đầu thì nó vẫn đang cho thấy một cái áp lực khá lớn ở khu vực đường trên. Gen Z đưa ra lượt cấm cuối cùng của mình, đó là Corki nhắm vào đường giữa phết bên phía của Quang Frick. Quang Đông hoàn toàn có thể khóa vào các ma ở lượt chọn đầu tiên của mình. Chúng ta thấy dạo gần đây khi mà các ma không bị ban thì nó có tỷ lệ khá cao sẽ được chọn ở bên phía của đội 1 và nằm ở vị trí first pick. Nhưng Quang Đông đang muốn hướng đến kèo thi đấu đường trên và đó sẽ là Tryndamere được khóa lại dành cho Kim. Như vậy là Tryndamere thì thường các kèo đấu mà các đội sẽ chọn để đối đầu với lại Tryndamere là Rafe, gần như là 100% ở Rồi. trong tình huống này để có thể đẩy đường thật là nhanh trong khoảng thời gian ban đầu, cố gắng kiềm chế Tryndamere hết mức có thể và chờ đợi xem là giai đoạn sau có cách nào để khống chế con Tryndamere hay không. Thì đó sẽ là một trong những lựa chọn bên phía Gen Z đưa ra. Tôi nghĩ rằng họ có thể chọn bộ đôi đường dưới trước rồi sau đó chốt vào con Ray cũng được. Nhưng mà như vậy thì Gen Z sẽ bị gặp một vấn đề như thế này. Họ sẽ chưa chọn được rừng và Quang Frick có thể sẽ chọn rừng rồi sau đó họ cấm rừng ở giai đoạn 2 của cấm. Nhưng mà Gen Z nhận ra vấn đề đó, họ không chọn bộ đôi đường dưới trước, họ sẽ lấy Lee Sin. Lee Sin, nếu như Lee Sin được khóa lại dành cho Pinot thì Elim vẫn còn những chất tướng đi rừng như là Xin Zhao hoặc là Viogu, hoặc thậm chí là có thể mang ra Lilia để có cái khả năng mở giao tranh tầm xa. Lilia chúng ta cũng đã từng được thấy ở trong LCK mùa xuân năm nay rồi, tuy nhiên tỷ lệ chọn thì nó vẫn chưa thực sự là cao, thì khả năng vẫn sẽ là những vị tướng như là Xin Zhao hoặc là Viogu mà thôi, để xem cái lựa chọn bên phía của Quang Đông Frick sẽ là gì. Họ đang hướng đến một con Nagali à? Tôi nghĩ Jinx dành cho Teddy cũng sẽ là một sự lựa chọn hợp lý khi mà bên phía của Gen.G Sport đã lộ xạ thủ dành cho Ruler. Akali được khóa vào để có ý định gây áp lực vào xạ thủ của Genji. Như vậy đội hình của Anorix, họ sẽ tối ưu nhất đội hình này sẽ là bạn hoàn thiện luôn đội hình bằng những vị tướng có khả năng lao vào tốt. Bạn đã có Tryndamere và Akali thì đội hình của bạn mục tiêu là sẽ lao thẳng vào đội hình đối phương càng nhiều người càng tốt để có thể gây ra sự hỗn loạn. Và Xin Zhao chính là một lựa chọn như vậy, nó tiếp tục đi theo cái khuynh hướng bên phía của Anorix đang định hình cho cái đội hình của mình. Tất cả ba lựa chọn đầu tiên của họ chỉ có một mục đích duy nhất là vào càng sâu đội hình của đối phương càng tốt để khiến cho những carry có thể là không có nhiều độ cơ động của Genji gặp khó khăn. Bởi vì lúc này chu vi có đa phần là anh ta, chúng ta thấy mùa giải này anh ta vẫn đang hướng về nhiều những cái lựa chọn này, tôi đang tính nói là những lựa chọn pháp sư kiểm soát nhiều, nhưng lớp lăng sẽ phải là lựa chọn của chu vi chứ nếu không thì Azir không được, Victor không được, bởi vì bạn gặp Tryndamere với lại Akali bạn đánh những con tướng đó là không thở được. Và với một cái đội hình lao vào như này thì Quang Đông Frick tôi không biết liệu họ có lựa chọn Yuumi dành cho Hoi hay không, hoặc là Gen Z có thể lựa chọn Lulu dành cho Lee Hen, một chất tướng có khả năng bảo kê khá là ổn ở khu vực đường dưới đi cặp với cả Felix. Bây giờ Gen Z đã quyết định ban đi cái con bài Yuumi này rồi, rõ ràng với ba lựa chọn đầu tiên của Quang Đông Frick và lắp thêm một con Yuumi vào nữa thì thực sự là tuyến sau của Gen Z Sport sẽ vô cùng là khó chơi và thậm chí giai đoạn cuối của ván đấu nữa. Chỉ cần một con Yuumi đi cặp với Tryndamere hoặc là Xin Zhao thôi thì Gen Z Sport sẽ bị đẩy vào một thế khó và ngay lập tức ban đi vị tướng này. Quang Đông Frick hoàn toàn có thể nhắm vào khu vực đường trên của Doran hoặc là cấm đi những cái chất tướng ở vị trí của Lee Hen để giảm bớt cái sức mạnh khu vực đường dưới. Và Thresh là lượt ban đưa ra đến từ Quang Đông, nhưng để đi cặp với Aphelios ở thời điểm hiện tại vẫn còn khá nhiều, thậm chí là các ma chúng ta vẫn sẽ bị ban. Nếu như là một đội hình có các ma và với khả năng búp tốc thì họ cũng có thể chống lại những cái đợt tấn công lao vào đến từ Quang Đông Frick. Đồng ý. Kiểu như là một con xạ thủ nào đó có thể phù hợp với đội hình này, nó sẽ là con Ezreal, để cho Ezreal sẽ tự vận hành, tự mình lo toàn bộ đội hình của bên phía Quang Đông Frick sẽ nhận nhiệm vụ là lao vào tuyến trong của bên phía đối phương. Thì rõ ràng Genji biết điều đó, họ đã cấm đi hai con tướng rất rất chính xác, đó là Yuumi và Kama. Vấn đề là bây giờ họ muốn đánh theo kiểu là chúng tôi cũng sẽ tạo ra sự hỗn loạn luôn bằng một con tướng có độ cơ động cao và tính biến ảo trong giao tranh, hay là họ bắt đầu phải lựa chọn một con tướng đường trên có khả năng phòng ngự tốt và có khả năng chống chịu để có thể chống lại những cái đợt sóng lao vào liên tục đến từ bên phía của Quang Đông Frick. Genji quyết định rằng đó sẽ là một con Ragas để có thể rút lui khi cần thiết. Một con Ragas ở khu vực đường trên và có khả năng quấy nhiễu đội hình đối phương với chiêu cuối giải tán đám đông, với cái chiêu cuối thùng rượu nổ. Và để xem lựa chọn bên phía của Quang Đông Frick có phải là Ezreal dành cho Teddy hay không. Rõ ràng Ezreal sẽ là một sự lựa chọn nghĩ là khả dĩ, sẽ an toàn hơn và cũng hợp với đội hình của Quang Đông Frick hơn. Nhưng cảm giác là họ nghĩ là cái tuyến trên đang
có được một cái tuyến tấn công mạnh mẽ rồi thì Dinh ở khu vực đằng sau sẽ có nhiều khoảng trống để chơi game, và Teddy sẽ khóa lại cho mình Dinh khu vực đường dưới và đang hướng đến một mẫu tướng hỗ trợ có khả năng, cũng có khả năng mở giao tranh, và khả năng cao là Leona sẽ được khóa lại dành cho Hoi để đi cặp với Dinh của Teddy. Leona và Jing, như vậy là Leona vẫn là một con tướng sẽ giúp cho bạn mở và cũng sẽ làm vị tướng băng vào, chứ nó sẽ không phải là vị tướng bảo kê do Jing. Mô hình vận hành của Quantum Freak thì cũng giống như những gì mà chúng ta đã định hình nãy giờ, đó là họ sẽ lao vào, Teddy đứng bên phía bên ngoài sẽ giữ cái nguồn sát thương DPS bằng cách là tự anh ta vận động. Genji bây giờ còn lựa chọn cuối cùng là hỗ trợ, và đây rồi, con Janna cuối cùng đã quay trở lại với Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp. Với phiên bản 12.2 này thì Janna đã được có thể gọi là nâng cấp, tôi nghĩ là gọi là nâng cấp cũng khá là chính xác, bởi vì những cái thay đổi của Rod nhắm tới vị tướng hỗ trợ này, và đây là vị tướng rút lui số 1 của Liên Minh Huyền Thoại. Bạn chẳng thể nào tiến vào đội hình của Janna nếu như Janna không cho phép, với Q, với R và với rất nhiều thứ khác. Janna sẽ là một mẫu chất tướng mà cũng có thể gây khó chịu ở giai đoạn ban đầu với cái gió lốc. Và rõ ràng là ở trong phiên bản 12.2 thì cái bộ kỹ năng của Janna đã được buff khá là nhiều. Thậm chí là cả những cái kể cả nội tại của Janna cũng đã được buff, thì đây có cảm giác đây sẽ là một cái mùa giải mà Janna sẽ chuẩn bị quay trở lại với Liên Minh Huyền Thoại sau khi mà Lulu, những các Mai, thậm chí là Nami nữa đã từng xuất hiện ở trước đó. Ta để xem cái lựa chọn ngày hôm nay đến từ bên phía của Gen Z Sport, một lựa chọn Janna, một lựa chọn rất mới ở thời điểm hiện tại khi mà nó vừa được bắp ở phiên bản 12.2 thì nó có thể mang lại được hiệu quả như thế nào với một cái đội hình lao vòng quá mạnh mẽ đến từ Quang Đông Freak ở phía bên kia. Tôi vẫn đang rất trông chờ về sự xuất hiện quay trở lại này đến từ Janna, trong khi chúng ta đã nói khá là nhiều lần về đội hình của Quang Đông ở trong ngày thi đấu hôm nay. Một đội hình có rất nhiều chiêu thức để lao vào, và với một đội hình có khả năng tấn công mạnh mẽ như vậy ở tuyến trước thì rõ ràng Dinh ở tuyến sau của Teddy sẽ có rất nhiều khoảng trống để có thể giao tranh. Nhưng phải để xem bên phía Quang Đông sẽ vận hành như thế nào trước một Janna ở phía bên kia, và thậm chí là Lee Sin cũng như Ragat cũng là một chất tướng có thể giúp cho xạ thủ họ an toàn trong những tình huống lao vào của đối phương. Và chúng ta ngay lập tức đến với ván thi đấu thứ hai trong cặp đấu BO3, cuộc đối đầu giữa Gen Z và Quang Đông Freak. Đây sẽ là ván đấu mà bắt buộc Quang Đông Freak sẽ phải thắng để giữ lại hy vọng của mình ở trong cặp BO3 này, khi mà ván đấu đầu tiên đã thuộc về phía của Gen Z. Còn thực ra tôi đang rất là nôn nóng để xem cái kèo ở khu vực đường dưới, tại vì là một người chơi Leona thì nếu như tôi gặp một người chơi Janna gọi là biết chơi ở khu vực đường dưới thì bạn không làm được bất kỳ một cái gì cả. Đầu tiên bạn sẽ liên tục bị kéo máu bởi cái tầm đánh của Janna. Sau đó bạn vấn đề kéo máu thứ hai là những cái tình huống mà Janna sẽ sử dụng W. Rồi mỗi lần bạn lao vào thì một thao tác rất đơn giản, nhấp hai lần Q của Janna thì cái thiên định kiếm của bạn bị vô hiệu hóa. Và khi bạn muốn dùng một pha mở tầm xa với lại Thái Dương Hạ Sang giai đoạn sau thì không chỉ phải vượt qua một cái Q được đặt tốt, vẫn còn là một tình huống tung chiêu cuối của Janna để có thể đẩy lui tất cả mọi nỗ lực lao vào. Thì vấn đề ở đây là liệu Janna có đánh tốt hay không. Đội hình này của Quang Đông Freak mà nếu Lê Hen đánh tốt, tỷ lệ thắng của Genji chắc phải tương tầm 70-80%. Và cái mắt bão cũng sẽ giúp cho cô nàng này bảo kê được vị xạ thủ của mình khá là tốt, với việc là nếu như bạn làm chậm hoặc là hất tung ít nhất một kẻ địch thì sẽ nhận thêm được sức mạnh hồi máu và lá chắn ở trong 5 giây nữa. Thì đây cũng sẽ là một cái điểm mạnh dành cho Lê Hen với con bài Janna ở khu vực đường dưới. Vậy đây sẽ là lần xuất hiện sau 327 ngày vắng bóng của Janna tại giải đấu LCK. Và để xem Lê Hen sẽ xử lý cái kèo thi đấu này như thế nào. Nãy giờ là anh ta cộng Q ở cấp độ 1, nhưng những cái tình huống lốc của anh ta nãy giờ nó vẫn chưa mang lại một cái độ hiệu quả cao lắm. Tuy nhiên điều này vẫn sẽ giúp cho vừa nói xong thì anh ta lốc trúng được vị trí của Hoi. Điều này vẫn giúp cho Ruler khá là tự tin để có thể tiếp tục farm ở khu vực đường dưới. Nhưng cảm giác là Teddy cũng như Hoi sẽ lên cấp độ 2 trước, và cặp đôi của Gen Z Sport chủ động lui về. Như vậy tiếp tục là một cái kèo đấu mà Teddy sử dụng Jing, còn Ruler là Aphelos. Sau ván đấu đầu tiên thì cái tỷ lệ thắng thua giữa Aphelos và Jing nó được kéo về phía Aphelos một tí, khi mà Teddy sử dụng Jing đã thua lần thứ hai mà Jing thua Aphelos ở tại mùa giải này. Và chúng ta đã tiếp tục có kèo đấu đó, không biết là có cân bằng được tỷ số sau hai ván hay không. Còn Elim thì rất nhiệt tình trong những pha di chuyển tìm kiếm Binet ở giai đoạn đầu ván đấu, nhưng lần này thì Binet đã giải quyết xong hai bùa của mình và cũng đang ở khu vực bãi chim. Anh ta có trừng phạt để có thể dễ dàng giữ lại con chim lớn, đã làm như vậy
Và tất cả gì Elim làm được là cướp được vài con chim nhỏ với cái lực lính đẩy của Fed. Nhưng mà Chovy có mặt ở đây, Elim sẽ được đồng đội hộ tống ra về. Chovy cũng không quá khát máu trong tình huống vừa rồi. Anh ta chỉ di chuyển vào và hỗ trợ cho Peanut trong tình huống lui về mà thôi. Leona của Hoi di chuyển từ rất sớm khi mà trước đó Teddy cũng đã có một cái tình huống bấm bê trở về nhà và Hoi ram ra khu vực đường giữa nhằm hỗ trợ người đồng đội của mình. Rõ ràng ở trong những cấp độ đầu thì con Chedamir của Fed sẽ không phải là một mẫu chất tướng có thể làm khó được LeBlanc của Chovy. Kể cả giai đoạn về sau thì tôi đánh giá là cái khả năng sử dụng biến ảnh cũng như là sợi xích siêu phàm nó sẽ giúp cho Chovy anh ta ngăn được những cái tình huống mà lao vào đến từ con Chedamir của Fed ở phía bên kia. Cái kèo thì đấu đường giữa vẫn sẽ nghiêng về cho Gen Z Sport mà thôi. Nhưng vừa rồi như chúng ta đã đề cập tới trước thì cái thiên đỉnh kiếm của Hoi nó hoàn toàn có thể bị khắc chế bởi cái gió lốc đến từ Lehen. Và không có nhiều cơ sở lắm để cặp đôi của Quang Đông Phích có thể làm khó được vị trí ruler phía bên kia. Vừa rồi Chovy như có một pha biến ảnh lên và anh ta đã không còn anh ta không sử dụng biến ảnh trong tình huống vừa và để Fed chặt khá là nhiều, mất một lượng máu lớn, nhưng cảm giác như vậy là hơi dụ dụ một tí để cho Binet can thiệp. Tuy nhiên thì lượng mắt cẩm của bên phía Quang Đông Phích cũng được đảm bảo khá là tốt ở khu vực này, và Elim sẽ có mặt khu vực đường giữa để bảo đảm rằng Fed sẽ tiếp tục đẩy được. Và vấn đề của con Tranmere trong kèo đấu này thì bạn sẽ bị liên tục cấu máu, nhưng bạn có khả năng hồi phục. Và việc bán máu đẩy đường như vậy, tận dụng khả năng hồi phục tốt thì nó rất là khó chịu. Bởi vì vấn đề rất là đơn giản, Tranmere là vị tướng không sử dụng tài nguyên, còn LeBlanc có sử dụng tài nguyên, đó là năng lượng. Và bạn lúc nào cũng sẽ ở vào thế khó nếu như bạn cứ để cho Tranmere đẩy như thế này. Đường giữa đang không phải là nơi muốn can thiệp đến tất cả hai người chơi đi rừng. Nãy giờ thì Peanut cũng đã có những tình huống muốn can thiệp xuống khu vực đường dưới một chút, nhưng cái cơ sở để họ có thể tấn công vào cặp đôi phía bên kia nó cũng chưa thực sự là quá nhiều. Mới chỉ là một Khaleesi cấp độ 4 mà thôi. Khả năng tạo đột biến sẽ đến khi mình ta có trên mình, đó là cái nổ lông cước. Lên có mặt ở khu vực đường giữa làm chậm thành công được Fed và hỗ trợ cho Chovy trong tiếng đẩy đường. Có lẽ sau pha này thì Chovy sẽ bấm bê trở về nhà khi năng lượng của anh ta không còn quá nhiều nữa. Thì một biến ảnh để clear lính xích chúng nhưng đã hết năng lượng rồi. Chovy rất cần một cái sự hỗ trợ để đi về nhanh hơn, tại vì bản thân anh ta thì không cầm dịch chuyển. Đây là kèo đấu mà Chovy cầm luôn thiêu đốt, anh ta muốn có áp lực hạ gục khi đối diện với lại Fed ở trong giai đoạn đi đường. Và việc không có dịch chuyển mà nếu như bạn về nhà ở trong một số tình huống không thuận lợi sẽ khiến cho cái việc kiểm soát thể lực ở khu vực đường giữa gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như ở trong pha này, mặc dù đã kêu Lehen ra hỗ trợ, nhưng Fed cũng có một pha xử lý là anh ta để nguyên cái đợt lính đang đẩy chậm đó để nó tiến vào trụ của mình. Việc ăn lính trong trụ sẽ không phải là quá khó dành cho Jeremy với cái tốc độ đánh cũng như là cái sát thương từ những đòn đánh tay tương đối là tốt. Chỉ có một điều là liệu cái khả năng cấu máu của Chovy ở trong cái khoảng thời gian mà đối phương ăn lính trong trụ nó ở mức như thế nào mà thôi. Nãy giờ Chovy cũng đã dẫn trước một vài những cái lượng cấp độ so với cả Fed ở phía bên kia. Đã có cấp độ 6 đến từ Chovy nhưng Fed mới chỉ cấp độ 5 mà thôi. Elim đã có mặt để hỗ trợ cho người đội của mình. Ở thời điểm hiện tại thì ở khu vực đường dưới tôi vẫn chưa thấy những tình huống muốn can thiệp nhiều lắm, khi mà cả hai bên vẫn đang farm khá là hòa. Có lẽ cái cơ hội để họ có thể, cả hai bên có thể tấn công vào nhau chắc chúng ta phải đợi đến con rồng hoặc là thậm chí con rồng thứ hai hoặc là con sứ giả đầu tiên của ván thi đấu nó xuất hiện. Con rồng đầu khả năng cao nó sẽ nằm trong túi của Peanut khi mà cặp đôi đường dưới của họ Ruler và Lehen đang giữ được một cái thế lính đẩy tốt ở khu vực đường dưới và thậm chí là ép cho Hoi phải có một tình huống bấm bê ngược trở về nhà. Thì Gen Z sẽ có khởi đầu một rồng ở sau 7 phút thi đấu khi mà đường giữa cũng như là đường dưới của họ đang là người có lợi thế hơn. Đường trên đang được bỏ thành một cái ốc đảo của hai người là Doran và Kim. Và hãy nhìn cái cách mà Genji cắm mắt để bảo vệ đường dưới của mình. Có ba con mắt rải chéo từ phía bãi chim biến dị, bãi bùa đỏ và bụi cỏ chặt ba đi ra khu vực đường dưới, để đảm bảo rằng không có một cách nào để cho Elim di chuyển xuống đường dưới mà không đi ngang qua mắt của Genji cả. Ta chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đi thẳng từ đường ra. Thực ra đây là một lựa chọn không tồi, tại vì Xin Zhao với lại Leona thì có một cách tấn công khá là trực diện, bạn không cần phải tạc cảnh với combo này. Nhưng nó cũng sẽ khá là hạn chế, bởi vì nếu trong một số tình huống hoặc hỗ trợ khác thì Leona với Xin Zhao tấn công thẳng từ đường ra vẫn dễ. Nhưng mà khi bạn chỉ có một đường tấn công mà gặp Janna thì cái đường đó nó đầy gió, đầy chướng ngại vật, đầy những cú hất tung và làm chậm, và bạn sẽ không thể nào tiếp cận được con xạ thủ của đối phương phía bên kia. Và do đó Ruler đang có một cái nhịp farm vô cùng tốt ở khu vực đường dưới và đang dẫn trước khá nhiều về chỉ số lính so với những gì mà Teddy đang có. Teddy cảm giác sẽ phải chơi ở một cái thế an toàn mà thôi. Mặc dù anh ta cũng
đi cặp với một mẫu hỗ trợ có khả năng tấn công mạnh mẽ, nhưng rõ ràng là với Zhenhao là hand ở phía bên kia và khả năng kiểm soát của Gen Z Esports ở trong những giai đoạn đầu, đặc biệt là lượng tầm nhìn được trải ra này, thì Teddy cũng chưa thực sự nào quá tự tin được cả. Anh ta vẫn cần thời gian để có thể farm thêm, nhưng rất có vẻ như đang muốn can thiệp khu vực đứng dưới. Anh ta đang có cấp độ 6, khả năng đá ngược về đến từ vị trí của Peanut là có, và anh ta đang muốn can thiệp vào cặp đôi của Teddy cũng như là Hoi. Peanut muốn bắt vào Teddy, nhưng đó là từ vùng lốc rất tốt đến từ Zhenhao của Len. Tốc biến đã được sử dụng nộ lốc cước và Teddy sẽ là người phải lên vào điểm số. Hoi đang bị kiệt sức và khả năng đây sẽ là điểm hạ gục thứ hai cho một lúc lớn, vẫn đang tiếp tục gây sát thương nhưng lính đã hết, và Gen Z sẽ hài lòng với điểm chiến công đầu trong tình huống vừa rồi. Một tình huống xử lý quá tốt đến từ bên phía của NG. Họ mặc dù phải mất tới 3 cái tốc biến, nhưng việc hạ gục được Teddy ở trong một pha mà lính tràn vào trụ là một thắng lợi toàn diện cho Genji. Chưa kể là nó hoàn hảo tới mức người có được chiến công đầu là Ruler. Thì chúng ta không có gì phải nói thêm về cái pha vừa rồi của Genji cả. Họ đầu tiên là tích đợt lính cực kỳ chuẩn xác, sau đó là cách rồi Binet tiếp cận khu vực đường dưới. Anh ta biết những con mắt của đối phương cắm ở đâu, anh ta dùng một con mắt của mình để leo từ hang rồng lên. Và pha xử lý kỹ năng băng trụ thì nó là hoàn hảo. Elim cố gắng tận dụng thời gian trống đó để cướp được con bùa đỏ, nhưng tôi nghĩ rằng việc hy sinh bùa đỏ để nhường được chiến công đầu cho Ruler và đặc biệt là hạ gục Teddy thì Peanut vẫn đang hoàn toàn hài lòng. Trong khoảng thời gian mà Peanut có mặt ở khu vực đường dưới thì Quang Đông Freak cũng đã kịp thời lấy về cho mình con Jacket, nhưng tôi đang chưa nhìn thấy một cái cửa sáng lắm để Quang Đông Freak có thể tả. Nếu như anh ta muốn thì cũng có thể thả khu vực đường trên dành cho Kin, khi mà nãy giờ chúng ta thấy mặc dù cái kèo thi đấu ở khu vực đường trên nó không có nhiều áp lực đến từ hai người chưa đi rừng, nhưng Kin vẫn là người chủ động trao đổi chiêu và anh ta trao đổi lời hơn so với cả Doran, cũng như là sức ép về lính nữa, thì khu vực đường trên đang là nơi mà khá là rộng mở để Quang Đông Freak có thể thả thứ giả. Còn đường giữa, đường dưới thì chúng ta đều thấy là cái sức ép nó đang nghiêng về các thành viên của Gen Z Sport. Mặc dù đường giữa Chovy đang không dẫn trước về chỉ số lính, nhưng anh ta vẫn đang giữ thành công trong việc là giữ chân được phết ở khu vực đường của mình. Chúng ta sẽ được xem lại tình huống băng trụ mẫu mực của Genji một lần nữa. Thực ra thì cách xử lý của bộ đôi bên phía Quang Đông Freak tôi nghĩ của họ cũng đã làm hết sức rồi. Ở trong một cái tình huống mà lính tràn vào trụ như vậy và đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ với con Lee Sin cấp 6, thì bạn nỗ lực cách mấy nhưng mà đối phương làm đúng thì bạn không thể nào có được những kết quả tốt được. Và vừa rồi thì Genji làm quá là hoàn hảo. Còn nói về việc thả sứ giả, tôi nghĩ rằng có thể thả sứ giả khu vực đường dưới với một cái mục đích rất là dễ hiểu là dồn được bao nhiêu tiền cho Teddy thì dồn. Bởi vì anh ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong cái kèo đấu này. Đối phương thì đã xong cho mình cái cung phong linh, trong khi đó Teddy thì mới chỉ hai mảnh và phải mua giày trong một lần bê về, không có được tiền ở tình huống băng trụ trước đó của đối phương. Mà con Aphelios còn đi chung với lại Zhenna lên cung phong linh thì cái tốc độ di chuyển của ruler ở khu vực đường dưới nó sẽ rất là cao. Anh ta sẽ liên tục gây áp lực bằng những cái đòn đánh tay của mình. Thậm chí là Peanut tiếp tục có mặt ở khu vực đường dưới để giúp cho Ruler gây sức ép vào cặp đôi Teddy cũng như là Hoi ở phía bên kia. Nhưng anh ta đã đi qua lượng tầm nhìn của đối phương. Và tôi nghĩ là cái pha vị trí đứng của Peanut sẽ bị bắt trong tình huống này. Ui, anh ta không bị phát hiện bởi máy quét đến từ Hoi. Bây giờ thì đã bị phát hiện rồi, cũng tốc biến lên làm choáng Thái Dạ San dồn vào. Cú quy là thành công đến từ Lehen. Peanut vẫn kịp hộ thể về nhưng phết kích tốc của anh ta đang tới. Đó là tình huống mà Ruler sử dụng quy hiệu chiêu phết, nhưng cảm giác là vẫn sẽ giúp cho vị trí Peanut lui về an toàn và chưa có điểm gục đầu tiên dành cho Quang Đông Freak. Vấn đề lớn nhất mà Quang Đông Freak gặp phải trong tình huống tấn công vào Peanut vừa rồi đó là họ quá thiếu sát thương. Lượng sát thương đến từ bên phía Quang Đông Freak, mặc dù họ cũng có một lượng CC tương đối lớn với tình huống mở đến từ Hoi, Zhenhao, của Leona. Nhưng mà Teddy trong pha vừa rồi thì anh ta chưa kịp về nhà, đã hoàn thành xong cái cung phong linh. Anh ta cầm hai mảnh cung phong linh với lại giày. Rồi con Xin Giao và pha di chuyển xuống của Fed thì nó cũng hơi trễ một tí nữa. Thì mặc dù là Binet không có tốc biến, nhưng lượng sát thương rất hạn chế của bên phía Quang Đông Freak không thể giúp cho họ hạ gục được Binet. Chưa kể là Lehen, anh ta chỉ cần tất cả gì anh ta cần làm là cho đồng đội cải lượng giáp cho một tình huống lốc, và sau đó là lấy tốc độ di chuyển cộng thêm khi Binet chạy về phía của Lehen thì dễ dàng cho Binet có thể thoát được. Nhưng pha này thì anh ta bị cướp rồng ngay trước mặt, dùng nổ lông cướp vẫn kẹt lại ở trong khu vực hang rồng, cắm mắt đu lên phía trên và cố gắng câu giờ để đợi đồng đội tới. Đồng đội đã tới, Chovy có mặt ở đây, nhưng tất cả những gì Quang Freak cần làm là đi bộ về. Fed vẫn còn cho mình chiêu cuối và thậm chí là Hoi cũng đã chuẩn bị hồi Thái Dạ San. Họ hoàn toàn có thể lùi về được nhưng họ muốn tấn công vào Peanut. Đó là cú thiết đỉnh kiếm thành công, Thái Dạ San dồn vào nhưng Elim đang chưa qua được. Đó là tên lửa đạn đạo siêu khiếp, sắc thương đến từ thiêu đốt là không đủ. Ruler có thanh tẩy, họ quay ngược trở lại. Đó là cú song gấp top đến từ Peanut để anh ta mang về đầu tiên dành cho mình ở trong ván thi đấu này. Elim sẽ đi bộ về cùng với những người đồng đội và đó là một cái học bắn
không thực sự đẹp dành cho Teddy. Con sư giả được thả không một lưới chuối và thậm chí nó đang không thể hút vào cái trụ một. Đó là chiếc cuốn gió mùa được kích hoạt đến từ Lehen và có cả pin ở đây. Wow. Họ sẽ tiêu diệt được con sư giả trước khi nó hút vào cái trụ và thậm chí Elim đang là người gặp nguy hiểm. Nhưng cú xích vừa rồi là không thành công khi bán người tượng đã được sử dụng sóng âm với cước lao vào, sát thương là chưa đủ và Elim vẫn sẽ lui về được thành công. Một tình huống giao tranh kéo dài bởi vì sự xuất sắc của cả hai bên. Genji luôn luôn có những tình huống sử dụng kỹ năng định hướng chính xác, nhưng phía bên kia thì cũng tương tự như vậy, là một con Xin Zhao với bán nguyệt thương vẫn đủ sức giúp cho Elim có thể lui về, và liên tục là những pha giật bắn và giữ sát thương của Teddy để ngăn chặn ý định Odin đến từ bên phía của Genji. Dù gì thì đó là một tình huống mà cái điều quan trọng là rồng thuộc về bên phía của Elim trong một pha lao xuống rất chuẩn xác. Và lần thứ hai bên phía của Quan Đông Phích tấn công Binet nhưng họ cũng không đủ sát thương bởi vì cái hạt thông nổ sử dụng rất chính xác. Một mình Hoi đứng gần Binet đã có tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp nhưng cũng không có sát thương dứt điểm, để rồi cuối cùng sẽ có một người nằm xuống là hỗ trợ của bên phía Quan Đông Phích và pha solo kill ở đường trên. Kin vừa dành cho Doran, lại một lần nữa chúng ta đã thấy Kin Winland. Nhưng câu hỏi đặt ra là anh ta có win được game hay không thì chưa có. Chúng ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn chưa thể nào biết được là liệu Kin có win được ván thi đấu này hay không. Nhưng mà ở trong ván thi đấu trước thì chúng ta đã thấy là Ruler không có được điểm hòa cục sớm với con Aphelios, trong khi đó Teddy thì có. Ván thi đấu thì ngược lại, Teddy vẫn chưa có bất kỳ điểm hòa cục nào cả và anh ta đã phải nằm xuống một lần với tình huống băng trụ trước đó của Peanut. Còn ở phía bên kia thì cái mạng hòa cục đó nó lại vô tình rơi vào tay xạ thủ của Genji. Còn đây là cái pha mà tấn công khu vực đứng trên solo kill dành cho Kin. Cái thùng rượu nổ của Doran bị chật và khiến cho anh ta phải nằm xuống. Kin tiếp tục có mặt khu vực đường dưới, anh ta bị dính kiệt sức, đó là ánh trăng dẫn lối được sử dụng đến từ Ruler. Nhưng Kin vẫn có thể lui về được và chưa có điểm hạ gục thứ 3 dành cho bên phía của Genji. Nhưng cái khả năng tăng tiến sức mạnh đến từ Ruler vẫn đang được đảm bảo trong đội hình của họ. Vừa rồi là một tình huống mà Kin đã dịch chuyển xuống đường dưới để hỗ trợ giao tranh cho Teddy và Hoi. Nhưng mà gặp một con Janna cầm kiệt sức thì mặc dù Lehen vẫn chưa có chiêu cuối hồi lại trong pha đó, vẫn chưa đủ sát thương dứt điểm. Ít nhất thì việc có mặt của Kin ở đường dưới trong pha rồi cũng lấy đi một nguồn tài nguyên khá quan trọng của bên phía Ruler, đó là cái tốc biến, là một cái cơ sở để họ có thể tự tin hơn một chút xíu trong pha giao tranh tiếp theo. Ở tình huống giao tranh rồng tiếp theo, nếu như Genji quyết định tham gia vào pha giao tranh rồng thì xạ thủ của họ sẽ phải luôn luôn đứng cực kỳ gần Lehen và hỗ trợ của họ sẽ phải thi đấu một cách cực kỳ xuất sắc, bởi vì con Akali này của Kin đang bắt đầu có được những sự khó chịu nhất định. Và một con Tryndamere thì các bạn biết rồi đó, với cái khả năng cạn lướt vào, khả năng làm chậm hoặc là giảm sát thương, rồi 5 giây chống lại từ chỗ tử thần, sẽ là một cơn ác mộng cho bất kỳ một vị tướng xạ thủ nào. Janna của Lehen sẽ phải thi đấu một cách vô cùng tập trung. Và nếu như Quang Đông Frick họ có thể câu chiêu của Janna trước thì những cái mẫu tướng như là Kin hay Fed hoàn toàn có thể lao vào được. Sứ giả ở khu vực nửa trên đang thuộc quyền kiểm soát của Quang Đông Frick. Đây là một ván thi đấu mà họ đã kiểm soát được cả hai sứ giả cùng với một con rồng trong hai con rồng đầu tiên. Dù sao thì họ vẫn đang giữ được cái ván thi đấu này mặc dù đang bị dẫn trước một vài độ 2.000 tiền, gần 2.000 tiền so với cả Gen Z Esports. Nhưng để xem với con sứ giả này thì liệu nó có Elim có làm tốt hơn con sứ giả đầu tiên hay không. Bởi vì con sứ giả đầu họ đã để nó thả khu vực đường dưới và bị Gen Z phá hủy trước khi nó kịp hút được một cái. Những cảm giác của con sứ giả này sẽ giúp cho Teddy có được cái trụ một đầu tiên dành cho con Đông Frick để cân bằng với trụ so với Gen Z Esports. Sau khi rời khỏi đường dưới thì mọi thứ nó dễ dàng hơn cho Teddy khi không phải đối mặt với lại Ruler và Lehen nữa. Anh ta sẽ được chuyển tới những đường mà người phòng ngự của đối phương có thể chỉ là một con Ragaz đang không mạnh của Doran. Và với sự hỗ trợ của sứ giả vừa rồi, Teddy có được thêm một cái lượng tiền giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai xạ thủ lại chỉ còn khoảng chừng 800 mà thôi. Một khoảng cách không phải là quá lớn. Nhưng chúng ta sẽ chờ đợi tới pha sứ giả, xin lỗi bạn, pha rồng này. Ở trong pha rồng sắp tới, chênh lệch về sức mạnh giữa hai đội là rất lớn. Bởi vì ở vai trò xạ thủ thì Ruler sẽ không có tốc biến, còn Teddy thì có. Mà như chúng ta đã nói nãy giờ, một con Aphelios không tốc biến là một miếng mồi cực kỳ thơm dành cho Akali, dành cho Tryndamere, một pha mở rất dễ của Leona. Thì Lehen làm như thế nào để Ruler được sống sẽ là câu hỏi mà chúng ta đề ra cho Genji ở trong pha này. Lượng mắt được cắm ra đến từ Genji đang khá nhiều và thậm chí họ còn không có mắt được cắm sâu trước trụ hai khu vực đường dưới của Quang Đông Frick nữa. Lượng thông tin của Genji là vô cùng nhiều, trong khi đó thì lượng mắt của Quang Đông Frick đang rất hạn chế khu vực hàng rồng. Người dịch chuyển xuống là Doran, ngay cả đã phải sử dụng lăn bụng của mình để lui về cho Chovy lướt lên với biến ảnh. Anh ta xích vào vị trí của Kin, nhưng cái xích siêu phàm vừa rồi nó chưa giúp cho anh ta giữ chặt được đối phương. Fed vẫn đang ở phía bên cánh, Doran là người bị tấn công trước. Nhưng cú W vừa rồi đến từ Elim nó không thành công thì phải. Cái gì vẫn đang đứng cụm lại với nhau.
sóng âm lọt khe của Pinot và anh ta đang phải hỗ thể để lui về. Cảm giác là Quang Đông Phích đang là người muốn vào dòng trước. Chovin nãy giờ có những cú xích nhưng không thành công, và đó là anh Trang dẫn lối của Ruler Cấu đi được rất nhiều máu đến từ các thành viên của Quang Đông, và Doran đang lùa Quang Đông Phích về. Phần còn lại của Genji sẽ kiểm soát được con dòng thứ 3. Quang Đông Phích không có góc để tiến vào chỗ mà Ruler đứng, tại vì vị trí của Genji chọn là khá tốt. Họ chọn một cái con đường hẻm hẹp, và nó khiến cho đây là ở trong một số tình huống, ví dụ các bạn đối mặt với đội hình Wobble Combo thì cái vị trí của Genji là không tốt, nhưng khi bạn đối mặt với cái đội hình lao vào của bên phía Quang Đông Phích thì bạn chọn một cái chỗ kiểu như phim 300 vậy, bạn chọn một cái hẻm núi hẹp và pha lao vào của bên phía đối phương gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với lại Janna. Rồi Teddy xử lý cũng khá tốt nhá, cũng không giữ được cái trụ cho bên phía Quang Đông Phích, pha lao vào đến từ Kim và anh ta đang gặp phải sự hỗ trợ rất nhiệt tình đến từ Lê Hèn nhưng không cứu được mạng của Ruler. Đây là điều mà chúng ta đã nói trước đó, một con Aphelios không tốc biến. Tôi tưởng cái tình huống lao vào của Kim khi mà anh ta bị kiệt sức và rất nhiều thứ được sử dụng đến từ Lê Hèn thì anh ta không đủ sức để dứt điểm được Ruler, nhưng cái sát chiều hảo nó cũng đã giúp cho Kim đổi mạng được trong tình huống vừa rồi. Anh ta đã làm rất tốt với khả năng hỗ trợ tầm xa đến từ Teddy với tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp. Tình huống đổi mạng tôi nghĩ là ổn dành cho bên phía của Quang Đông khi mà Kim có được điểm hạ gục và vừa rồi Ruler cũng đã phải nằm xuống lần đầu tiên trong ván thi đấu này. Chúng ta cùng xem lại cái pha tranh cướp rồng ở trước đó, con rồng thứ 3 của ván thi đấu. Như Luân đã nói từ trước rồi thì đó là một cái góc đứng rất khó chịu đến từ cả 5 thành viên của Gen Z Sport. Không có cơ hội để cho Quang Đông Freak có thể lao vào, đó là Akali, đó là Chiramia. Còn đây là một pha mà Teddy đã né được thùng rượu nổ của Doran. Lách rất hay, anh ta né luôn được cú quy của Len nữa. Sau đó là một pha in lao vào rất đơn giản với bộ combo của mình. Mặc dù Ruler đã phải đầu tư cú thanh tẩy nhưng anh ta vẫn phải lên bảng điểm số. Và đây không phải là một pha trao đổi lỗ dành cho Quang Đông. Họ rất cần phải làm chậm cái nhịp tăng tiến sức mạnh Ruler lại. Anh ta vẫn đang farm bám thời gian và đang đem lại cho Genji rất là nhiều những mục tiêu. Ví dụ như tình huống ăn rồng vừa rồi với một pha ánh trăng dẫn lối hỏa ngục gây chắc cũng phải tầm gần 1000 sát thương, chưa kể là cái trụ một khu đường dưới rồi nữa. Và Genji vẫn đang khá là thoải mái. Tôi nghĩ rằng pha vừa rồi một mạng đổi một mạng, Ruler bị chậm nhịp, nhưng vấn đề đó là một cái tình huống mà họ bắt buộc sẽ phải chấp nhận trong khoảng thời gian mà anh ta không có tốc biến. Nhưng cứ mỗi khi mà cái tốc biến của Ruler hồi lại thì mọi thứ sẽ rất dễ dàng dành cho Genji. Họ sẽ có được sự tự tin để đẩy anh ta ra khu vực đường giữa, bởi vì trụ một vẫn còn sau lưng để Ruler dựa lưng vào. Và Lê Hèn thì có cái điểm nhỏ nhỏ như này là pha đó thì nếu như Lê Hèn giữ cái quy lệ của mình lại thì có thể sẽ giúp cho Ruler được nhiều hơn. Nhưng mà bởi vì trước đó anh ta đã cố tình dùng một cái quy để ngăn chặn cái pha vừa đáp xuống bằng dịch chuyển của đối phương hơi vội một tí, thì trong tình huống của đối phương lao vào thì anh ta không còn nhiều công cụ lắm để ngăn chặn. Thực ra thì ở thời điểm hiện tại, mặc dù cái khả năng tăng tiến sức mạnh của Ruler sẽ mất khoảng thời gian nữa, nhưng anh ta vẫn đang là người nhiều tiền nhất ở trên bản đồ với 8.700, xếp thứ hai là vị trí của Teddy. Cảm giác hai xạ thủ vẫn đang có một màn thể hiện khá là tốt ở trong ván thi đấu này. Tuy nhiên thì Ruler cần phải cẩn thận ở trong khoảng thời gian mà nếu như anh ta bị bóc đi cái tốc biến thì rõ ràng anh ta sẽ gặp rất là nhiều nguy hiểm với cái đội hình lao vào mạnh mẽ đến từ Quang Đông Freak với một cái giáp tốc hóa cuồng của Akali hay thậm chí là Cung Phong Linh đã được lên trước đó của Fate nữa, thì anh ta sẽ luôn luôn là một cái miếng mồi ngon và là mục tiêu tiên quyết mà các thành viên của Quang Đông Freak sẽ muốn bắt bớ trong tình huống giao tranh 5v5. Có lẽ khoảng thời gian này sẽ là lúc mà cả hai đội kiểm soát mục tiêu cũng như là đẩy lính ở khu đường giữa và hướng đến với con rồng tiếp theo. Genji đang có một cái lực trước đó, đó là hai con rồng, và nếu như họ có tiếp được con rồng thứ ba thì cái con đường lên với linh hồn rồng gió nó sẽ là nhanh hơn, và điều mà bên phía của Quang Đông Freak có lẽ sẽ là muốn ngắt cái mạch rồng của Genji Sport. Thế tôi nghĩ là nếu như với hơn một phút nữa với con rồng tiếp theo thì cái lượng đồ trên người của Jing Teddy vẫn hoàn toàn có thể set up được một tình huống tranh cướp nếu như họ có đủ tầm nhìn ở khu vực hàng rồng. Giao tranh ở trong ván đấu này sẽ có cái, chúng ta sẽ xem những pha giao tranh rất là dễ theo dõi. Tức mục tiêu của Quang Freak chỉ có một mà thôi. Từ đã, Teddy, anh ta tốc biến rất nhanh và kích luôn Cung Phong Linh để tránh bị Peanut dùng một pha insect về. Quay lại với điều đang nói là những pha giao tranh chúng ta chỉ chú ý một điều mà thôi, là liệu Quang Đông Freak đã hạ gục được Ruler hay chưa. Bởi vì ngoại trừ cái tình huống vừa rồi, Peanut có khoảng trống để tấn công. Ôi, sát thương nhiều quá. Từ chỗ tự thân đã được sử dụng, Chovy vẫn đang lao theo tốc biến thiêu đốt và dùng luôn một tình huống dứt điểm thành công. Một cái lượng sát thương cực kỳ nhiều đến từ Chovy và anh ta đứng ở bụi cỏ chạc 3 và anh ta đợi đối phương đi ra với một full combo.
Và đợi cái từ số tử thần được kích hoạt đến từ vị trí của Fate khi mà nó gần hết thời gian hiệu lực, thì đó là thiêu đốt được sử dụng đến từ chu vi, và anh ta thành công trong việc solo kill ở khu vực nửa trên của bản đồ. Đó là cái điểm hạ gục cần thiết dành cho chu vi khi làm một con LeBlanc. Nếu như bạn có điểm hạ gục sớm, có được những cái lượng đồ trên người, thì cái áp lực được gây ra đến từ LeBlanc sẽ vô cùng nhiều, đặc biệt là vào những cái chất tướng như kiểu là Teddy. Và hiện tại thì Teddy đang là người không còn tốc biến với việc anh ta bị ép từ vị trí của Peanut trước đó, thì anh ta sẽ cần phải cẩn thận. Ngoài Peanut ra thì còn LeBlanc trong tay của Chovy cũng sẽ là một cái điểm mạnh đến từ bên phía của Gen Z Sport, và Quang Đông Freak sẽ phải bỏ đi con rồng này. Họ biết rằng giao tranh ở hang rồng, nếu như bên phía của NG cứ lại giữ cái vị trí như hồi nãy, và thật ra họ cũng gặp một vấn đề trước cái pha giao tranh rồng, họ có khả năng bị cấu máu bởi Chovy. Họ biết điều đó cho nên họ quyết định thôi bỏ rồng. Linh hồn rồng gió sẽ không phải là điều kiện thắng của Genji, thì bỏ cũng chấp nhận được. Quang Freak vẫn đang đứng rình Chovy. Họ biết rằng Chovy không có tốc biến, và ba thành viên của bên phía Quang Freak đang tiến vào. Kim sẽ là người đầu tiên bị xích, anh ta găm được phi tiêu vào người của Chovy và sẽ theo tới cùng trời cuối đất, và solo kill thành công. Ba đổi một và không có nhiều cơ hội để cho Chovy có thể lui về khi mà hai thành viên còn lại của Quang Đông Phích đã đứng đợi sẵn ở cái tình huống bên trước đó của anh ta, chỉ đợi anh ta W ngược trở về thì sẽ ngay lập tức tấn công. Và cái combo đó của Kim nó cũng không có một vết xước gì cả, đó là thùng rượu nổ đến từ Doran để bắt vào Fate, nhưng Fate vẫn còn từ chối tử thần, và tôi không nghĩ là Doran có thể có được một tình huống solo kill ở khu vực đường dưới. Nhưng nãy giờ thì áp lực đẩy lẻ của anh ta cũng đang giúp cho các thành viên của Gen Z Sport có được một cái thế lính khá đẹp ở khu vực đường, và giúp cho họ kiểm soát được con rồng vừa rồi nữa. Đó là ba rồng, 3-1 về rồng tại chỗ phía của Gen Z Sport. Họ chỉ cần cách linh hồn rồng một con rồng nữa mà thôi. Chúng ta sẽ cùng được xem lại tình huống mà Chovy bắt lẻ Fate. Pha xử lý full combo của Chovy, anh ta đặt một pha xích trước bởi vì có thời gian để Chovy đứng trong bụi và tính toán cái lượng sát thương từ combo của mình, cho nên anh ta đã sử dụng cái combo tối ưu hóa sát thương và giữ lại pha biến ảnh để có thể tiếp cận khi bị đối phương bắt đầu lui ra. Và bên phía Quang Freak thì có một câu trả lời cũng khá là đanh thép. Họ biết đối phương không có tốc biến, nhưng cũng rất là quan trọng ở chỗ Kim đã sử dụng bộ kỹ năng của mình vô cùng chính xác, đặc biệt là cái phi tiêu găm được vào người Chovy khi mà đối phương đang trên đường biến ảnh đi. Trở lại cái vấn đề ở trong pha giao tranh tiếp theo là liệu Kim có hạ gục được Ruler hay không. Đây sẽ là câu hỏi quan trọng nhất mà Quang Long Phích phải trả lời. Chỉ cần Kim vô hiệu hóa được Ruler thì chắc chắn Quang Long Phích sẽ thắng giao tranh. Chovy có thể gây được lượng sát thương đối mục tiêu lớn, nhưng mọi thứ có thể được dễ dàng giải quyết với từ chỗ tử thần và cả sự hỗ trợ đến từ Elim nữa. Quantum Freak vẫn có cơ hội để giành một trận chiến thắng ở trong ván thi đấu này. Tuy nhiên thì họ cần phải làm thế nào đó để bắt được vào vị trí của Ruler phía bên kia. Lượng tiền vẫn đang tranh giành cho Gen Z Sport. Ở phút thứ 25, ván thi đấu này nó đã có sự chênh lệch nhiều hơn dành cho Gen Z. Đó là 4k tiền ở phút thứ 26 của ván thi đấu. Đây là con số cũng khá là ấn tượng dành cho Gen Z Sport, đặc biệt là những vị trí chủ lực của họ vẫn đang khá là xanh với Ruler. Ở trong tình huống giao tranh tiếp theo thì Ruler cũng đã hồi được cho mình cái phép hỗ trợ cùng với cả cung phong linh có trên người, thì tôi nghĩ anh ta hoàn toàn có khả năng giữ vị trí so với các thành viên của Quang Đông Phích, cộng thêm cả sự hỗ trợ đến từ Lehen nữa. Chovy cũng đang có được một khả năng tăng tiến sức mạnh ổn. Anh ta đã hoàn thành xong một cái ngọn lửa hắc hóa cùng với vọng âm Luden và đang có vẻ như hướng lên Morello với cái ngọc quên lãng đang có trên người để có cái khả năng giảm hồi máu phía bên kia với những chất tướng như là Fate hay thậm chí là con Shinra của Elim nữa. Peanut cũng như là Chovy đang muốn bắt vào Kim, người có thể nói là xanh nhất trong đội hình của Quang Đông Freak khi anh ta đang cầm cả 3 điểm hạ gục của Quang Đông và chỉ lên bảng đếm số một lần duy nhất mà thôi. Nhưng Hoi cũng đã có mặt ở đây, cảm giác là Quang Đông Freak họ ngửi thấy mùi và họ lui về an toàn. Và đó đúng là không có tầm nhìn, pha di chuyển từ Chovy với lại Peanut là không có tầm nhìn. Nhưng mà rõ ràng là Quang Long Freak cũng đủ thính. Họ biết rằng cái khu vực đường trên nó kiểu trở thành một cái sân chơi báo thù. Trước đó thì là Chovy hạ gục Fate, rồi sau đó bên phía của Quang Long Freak đưa Kim và hai người nữa lên để có thể lấy mạng Chovy ngược trở lại. Thì chắc chắn bên phía Genji sẽ tìm cách để đòi lại những gì đã mất ở khu vực đó với pha đứng rình vừa rồi. Nhưng Kim tỉnh táo. Và giao tranh tiếp theo vẫn có lẽ vẫn sẽ phải chờ có một cái lý do. Bên phía Quang Long Freak không cần con rồng, thật sự là như vậy. Quang Long Freak chỉ cần có lý do để bên phía Genji tiến lại một khu vực mà họ biết rằng họ sẽ tiến lại, đó là khu vực hang rồng, để giao tranh mà thôi. Việc mà Kim có một cái bãi đáp tốt để dịch chuyển gần như là không thể. Genji là một trong những đội rất là kỹ trong việc triển khai tầm nhìn xung quanh mục tiêu và sẽ không có cái cơ sở để cho bên phía Quang Long Freak có được những con mắt sau lưng của đối phương. Thì chỉ có một cách mà thôi, sử dụng cái khả năng tiếp cận của Akali thẳng từ một hướng nào đó, có thể là khu vực đường dưới đẩy đường lên được chẳng hạn.
Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại đường dưới đang chưa phải là nơi mà có được cái thế lính đẹp dành cho Quang Đông Freak, và cái trụ một đường dưới của Gen Z nó vẫn đang còn nữa, thì để xem các thành viên của Quang Đông sẽ xử lý như thế nào. Họ đã có một đường lính mạnh ở khu vực đường trên và Kim vẫn đang là người giữ cái trách nhiệm đẩy lẻ ở đường này, nhưng chúng ta đang nhìn thấy là một con mắt cắm ngay sau lưng của Kim, và hướng di chuyển của Gen Z đang là nên lên khu vực nửa trên của bản đồ. Họ sẽ phải đi chung với nhau để phá đi những lượng tầm nhìn được đặt ra trước đó của Quang Đông Freak và kéo lại cái lượng tầm nhìn dành cho mình khu Hamaron. Có lẽ vẫn sẽ hướng đến con rồng tiếp theo của bán thi đấu này, đó là linh hồn rồng gió trước dành cho bên phía của Gen Z Sport, nếu như họ kiểm soát được con rồng sau 8 giây nữa nó xuất hiện. Ruler vẫn đang khá lực với việc đẩy khu vực đường dưới cùng Chovy. Sau khi clear cái đợt lính thì họ sẽ là người tiến ra, nhưng Lehen đang bị bắt bởi Kin. Khi anh ta kích hoạt của W của mình vẫn bị dính lăn bụng đến từ Doran, thùng rượu nổ vẫn còn, nhưng không quyết định tung ra đến từ người chơi đường trên của Gen Z Sport. Một điểm mạnh của họ đó là trong tình huống vừa rồi thì Kim đã bị mất đi cho mình chiêu cuối. Trong khi đó những tài Chính nguyên xác. đến từ Gen Z Sport thì vẫn đang còn, và họ đủ cơ sở để tấn công một con rồng này. Đây sẽ là linh hồn rồng gió ở phút thứ 29 dành cho Gen Z. Vừa rồi Quang Đông Freak có một cái ý tưởng tương đối khác biệt là họ không nhắm vào Ruler nữa, mà họ nhắm vào người bảo vệ cho Ruler là Lehen. Nhưng cái vị trí đứng của Lehen trong pha đó nó lại quá an toàn khi mà bên phía của Gen Z vẫn còn nguyên cái trụ một đường giữa, và đồng đội của Lehen thì ở rất gần. Và khi Akali không có sát chiêu hoàn hảo thì Quang Freak biết rằng mình chẳng có cái cơ sở nào để tiến vào pha giao tranh rồng để đe dọa Ruler cả. Họ sẽ mất tất cả nếu như làm điều đó. Và họ chấp nhận buông bỏ điều mà chúng ta cũng đã có thể dự đoán trước. Linh hồn rồng sẽ không phải là điều kiện thắng, cũng như là không phải thứ sẽ khiến cho Quang Freak thua. Thì họ sẽ buông bỏ và chờ đợi cơ hội của mình ở một mục tiêu khác. Ví dụ trong pha này họ đang bám theo Doran. Con Ragat này lên chống chịu, cho nên Kim cảm thấy hơi nản một tí. Hơi trông. Nói chung là nếu như mà để cho Kim anh ta có thể bóc đi cái cột máu của Doran thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Có lẽ cả hai đội sẽ hướng đến việc là bùa lửa Baron hoặc sẽ là con rồng ngàn tuổi ở 5 phút nữa. Nhưng cảm giác là Gen Z đang hơi vội, họ đang muốn khởi động Baron trước, và đó là cú lăn bụng đến từ Doran nhưng không thành công. Quay ngược trở lại, đó là tốc biến đến từ hơi được đầu tư. Thùng rượu nổ không quá đẹp của Doran, và thậm chí anh ta đang là người gặp nguy hiểm. Kim có mặt ở đây, gầm é chúng, dây tắm mất sát chiêu nào chỉ để lui về mà thôi. Phía bên này thì Peanut đang tới và Elim lui về được. Không có bất kỳ một người nào phải lên bảng điểm số trong tình huống vừa rồi, nhưng cũng đã có rất nhiều chiêu cuối cũng như phép bổ trợ được kích hoạt đến từ cả hai bên. Vừa rồi Binet đã có một pha lòn rất là tốt và anh ta đã tung một cú sóng âm chính xác, bởi vì Teddy biết rằng dính cú sóng âm đó mình sẽ bị một pha tốc biến nổ lông cước tốc biến bay về. Anh ta đã buộc phải tốc biến để né khỏi sóng âm đó, và đó vẫn là một pha giao tranh mà chắc chắn bên phía Genji lời. Họ lấy được sát chiêu hoàn hảo, họ lấy được tốc biến của Teddy và họ có đủ sự tự tin để tiến vào khu vực hang Baron. Elim sẽ tìm cách tiếp cận, nhưng đầu tiên anh ta phải vượt qua những cơn lốc của Lehen và vượt qua được cái dàn chẳng mang tên Doran đã không vượt qua được. Và cái kết là Genji có được Baron. Phía bên này Chovy lấy hết máu của Fate khiến cho đường giữa của bên phía Quanric phải ao giao tranh. Teddy cố gắng bắn sát thương ta gây ra là chưa đủ, pha lao vào rất đơn độc và Kim nằm gục ngã giữa năm thành viên của đối phương. Kim lao vào và anh ta bị dính một cái nộ long cước của Peanut, và anh ta bốc hơi ngay lập tức. Teddy vẫn còn chiêu cuối nhưng năng lượng của anh ta không còn quá nhiều nữa. Thái dương ạ san được sử dụng nhưng cũng không giúp cho họ có thể sống, và Teddy cũng đã lên bảng mạng được dành cho Ruler. Xạ thủ của Gen Z Sport cũng như là đường giữa của họ đang có được liên tiếp những điểm cục trong tình huống giao tranh. 3-1-4 là KDA dành cho Ruler, và vị trí đường giữa Chovy cũng là 2-1-2. Một pha giao tranh mà họ có được bùa lưỡi Baron, và tôi đang thấy là khả năng họ sẽ muốn end luôn cái trận thi đấu này khi đang có cả 5 người. Một mình Fed cảm giác là không đủ để phòng ngự nhà chính khi mà đối phương có đủ 5 thành viên cùng với bộ đội Baron. Hay không cho Gen Z? Chúng ta thấy rằng mùa giải này Genji thật sự, họ thật sự rất mạnh. Ván 1 là một pha tạc cảnh thành công của Doran, ván 2 là đội hình bảo vệ Ruler, và hai cái đội hình khác nhau, cách vận hành không giống nhau, nhưng Genji đều làm một cách gần như là hoàn hảo. Quang Phiết chưa phải là một đội có thể ngắt được mặt bất bại của Genji trong ngày hôm nay. Nhanh chóng, chỉ cần chưa tới một tiếng tính thời gian thi đấu thì Genji đã có thể dứt điểm đối phương với tỷ số là 2-0, và họ sẽ tạm thời vươn lên giữ cái ngôi vị nhất bảng khi mà T1 chưa thi đấu. Chúc mừng các thành viên của Gen Z Esports khi mà họ đã có một chiến thắng 2-0 không quá khó khăn trước các thành viên của Quang Đông Freak, khi thực sự là họ đã có được những màn thể hiện rất là xuất sắc, kể cả về mặt kỹ năng cá nhân. Mặc dù khu vực đường trên ngày thi đấu hôm nay thì cảm giác là Doran không chơi quá trên cơ so với Kin ở phía bên kia, nhưng anh ta cũng đã góp được một phần công sức vào chiến thắng của Gen Z Esports.